Đây tòa đô chính Sài Gòn cái gì? Đây là khách sạn Rest à, gì? À, mình nhìn ra thấy rõ đường Hoa Nguyễn Huệ, nhìn từ trong tòa đô chính, tòa nhà ủy ban nhìn ra nè quý vị. Và quý vị thấy cái tòa nhà đó, cái gắn đèn led nó chuyển màu đó, màu xanh qua màu đỏ, thấy màu tím. À, rất là đẹp. Còn bên phải đây là tòa nhà cao nhất thành phố gì, 68 tầng á. Rồi góc bên đây là khách sạn Red gì, 2017 tượng con gà Đinh Dậu nè. Xa bên kia là đường Lê Lợi, nhưng mà hiện nay đang làm cái ga tàu điện đó vậy, nên đường Lê Lợi đoạn này bị tắt rồi. Đây bán cá viên chiên Sài Gòn, kẹo bông gòn nữa vậy. À, nhìn vô thì thấy tòa đô chính ha. Kẹo chỉ, bánh ống lá dứa, bò đĩa. Không biết là chị ăn khỏe. Làm bánh ống này. Nhiêu không cây? 10.000 một cây. À. Đây. Đó quý vị, đi bộ tiếp là ra hướng Bạch Đằng, ra sông Sài Gòn đó, thì thấy toàn cảnh của trung tâm. Tòa đô chính Sài Gòn cái gì. Đây quý vị xem bánh tráng nướng. Xoài lắc. Đây ổ luôn, hay luôn. Phải là kiếm gì đó, giờ gọi kiếm gì. Tráng trộn. Đây bán đồ chơi trẻ em. Kem dưới. Đây kẹo bông gòn là cái gì? À, bỏ dưới đây quay nè. Oh,
đó, cái gì thấy đầu đường qua Nguyễn Huệ Sài Gòn đẹp không? Rồi tôi sẽ đi bộ qua nhà hát thành phố gì xem nha. Đó là khách sạn Sheraton với Caravan cạnh nhau quý vị. Đây từ ngày 18 tháng 7 16 đường Lê Lợi đến đường Đồng Khởi. Ta cấm á quý vị để làm đường sắt đô thị. Nhật chứ liên danh Việt Nam làm cái gì. Bên kia là đường tự do vậy, rất là đẹp ha. Đây Bullis Sài Gòn. Rồi đây là khách sạn Continental gì ha. Đây còn những cái hàng cây dầu cổ thụ nữa gì. À, đây ha. Tôi đang đi ra phía sau của nhà hát thành phố. Đây có bức tượng của người thổi sáo gì. Khách sạn Hyatt này. Đây thanh niên tập trung đi chơi buổi tối. Sàn hay giá phía trước. Đây, phía sau nhà hát thành phố nha, nè quý vị. À, và nhìn qua đây là khách sạn Hyatt 5 sao. À, nhìn qua bên kia là Hai Bà Trưng nữa quý vị. Đó, đây là phía sau nhà hát thành phố Sài Gòn, quận 1 như quý vị.